Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh. Hôm nay tôi lại tiếp tục đi mở đường mọi người ạ. Hôm nay lại mở đường khai thác keo mọi người. Tới chỗ này là tôi đang định mở chỗ quay đầu để cắt làn trên mọi người. Chỗ này để thế rất là dốc. Mọi người cùng xem cách tôi làm việc nhé. Do video cũng rất là dài nên tôi sẽ tua nhanh đi một chút để mọi người xem nó có đầu có cuối và nó cô đọng hơn nhé. Mọi người xem nhớ có thấy nhanh quá thì thông cảm nhé. Lên tới chỗ này muốn mở quay được đầu ấy, để lên cắt làn trên này thì phải phá mấy bụi phấn mọi người. Mấy bụi phấn rất là to. Tôi đang du đổ ngọn phấn cho sang một bên xong rồi mới cào từng gốc phấn ra mọi người. Phải xỉa từng nhánh một ra mọi người. Không nó sẽ đổ, không cây phấn nó đổ vào máy mọi người. Cái phấn này mình ấy dập rồi ấy, nó cứ thành dây lòng ngoằng. Đấy, nó rất là đào cua đi, rất là vướng víu. Nó mắc hết vào chỗ nọ chỗ kia mọi người. Cái chỗ dốc này rất là tức nha mọi người nhé. Đấy, như mọi người thấy tôi phải kéo gầu mới lên được đấy. Nói chung phá bụi phấn này thì mình phải xỉa ra từng đám nhỏ mọi người, xong là mình quăng đủn nó đi, chứ mình đào cả cụm lên ấy, là rất khó đào. Đấy, như mọi người nhìn thấy đấy, phá mấy cây phấn này xong nó tua rua ra rất là vướng víu. Mắc hết vào chỗ nọ, mắc vào hết chỗ kia, nó mắc luôn cả vào cái móc đằng sau gầu ấy mọi người. Thank you.
người làm đường ở chỗ nghiêng này đấy, người ngồi cứ phải vặn vẹo hết cả người đấy. Đây là máy đang đứng thêm rất là nghiêng mọi người nhé. Đấy, tôi đang đi làm đường ở chỗ địa hình như thế này thì ngồi vào những chỗ như thế này, kiểu này rất là nghiêng, ngồi rất là mỏi mọi người, lúc nào cũng quẹo quẹo. Chân tôi phải đập mà đạp vào kính đằng trước này mọi người, để giữ này thì mới ngồi mới làm được mọi người. Không như anh em lái xe thì chân vẫn thả lỏng, ở đây tôi phải đạp vào kính đằng trước, đạp vào kính đằng trước của máy xúc để cho người nó không trôi. Tay thì vẫn phải cầm tay trang để điều khiển. Chỗ này nó vướng mấy cái cành cây, cái ngọn cây mỡ nó ngả xuống bên này, bên rừng bên này cũng người khác nó bắt buộc là phải chặt đi mọi người, không vướng cần máy mọi người. Mình du sợ gãy nó vỡ cây nên em chủ nhà em chặt ngọn đi mọi người, tôi đỡ em lên để em mới chặt cho đỡ vướng máy làm. Bây giờ tôi lại tiếp tục phá búi phấn thứ hai, búi này cũng to tương đương như búi trước mọi người. Kỹ thuật phá búi phấn này thì cũng mình du cho cây nó đổ hết về một phía đi, du cho đổ hết về một phía mà mình mong muốn đi, xong đầu mình sẽ đánh tỉa từng khóm một. Cái chỗ dốc để đi lên chỗ quay đầu này thì rất là dốc đấy, tôi bây giờ đang múc đất đổ xuống chỗ dưới đấy để sau cào cái dốc cho nó thoải
để xe nó lên cho nó dễ mọi người. Để lấy đất này đổ xuống cái chỗ đấy sau tôn để cào thoải cái dốc ở dưới lên mọi người. Thank you.
Như các bạn nhìn thấy đấy, đi mở đường này thì dây leo với cành cây chằng chịt ấy, làm nó cứ vướng víu, nó che hết cả vào màn hình đấy mọi người. Cam thì tôi cài trên lóc cabin mọi người ạ. Chỗ bắt mấy cái đèn ở trên lóc cabin đấy mọi người. Video tôi quay đến đây cũng rất là dài rồi. Hẹn mọi người ở những video kế tiếp nhé. Mọi người xem tôi thích thì hãy để lại một like, một bình luận ở dưới phần miêu tả nhé. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những video kế tiếp nhé. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để xem những video kế tiếp mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người.